vị rằng ông Phan Văn Mãi không phải là người hại tôi. Ông ấy không phải là người tra tấn bắt tôi sau khi tôi kia tôi làm ấy để lương tâm tôi nhẹ nhõm. Và ai đã thắng tôi đến quẹo đầu quẹo cổ thì quý vị biết rồi đó. Đó, thế thôi ông trời có mắt. Có một cuộc chiến với nghệ sĩ rất là khốc liệt đúng không ạ? Và nghệ sĩ đã chiến thắng, tôi đã thất bại. Tôi đã thất bại nên tôi phải đi tù. Đó là sự thật. Nhưng có những cuộc chiến mà kẻ chiến thắng phải vô cùng cao thể. Thắng đến tấm đầu, thắng đến nhục nhã. Đúng không quý vị? Đúng rồi sao? Đó là lý do tôi đi tù nhưng tôi không nhục. Tôi không nhục nha quý vị. Bởi vì có những cuộc chiến tôi nói có những người chiến thắng đã vô cùng đau khổ. Và hôm nay tôi cũng nói với quý vị nghe một điều. Nếu tôi không nói ra thì lương tâm tôi sẽ cắn đứt. Quý vị cũng biết rồi đó. Nếu tôi không đi tù tội 331 thì tôi sẽ đi tù nhiều hơn tội 331. Là bởi vì quý vị biết rồi, tôi đã từng lên mạng xã hội tôi nói là ai đã ăn cướp mũi của nhân dân. Nhưng tôi không ăn cướp mũi của nhân dân bởi vì sao? Lúc đó người ta tìm đến tôi và kêu tôi làm đại lý để bán ký test với một cái giá rất là hấp dẫn. Quý vị biết rồi đó. Nhưng tôi không đồng tình là bởi vì sao? Cái thời điểm đó tôi mua oxy để giúp dân. Đúng không quý vị? Người ta thì lợi dụng vào cái thời điểm đó đất nước đang gặp nguy cơ thì tung quỹ ra bán. Và khu công nghiệp của tôi, Nhật Đại Nam của tôi, Bình Dương của tôi với rất nhiều công nhân, đây là một cơ hội béo bở để kiếm tiền. Nhưng tôi không làm bởi vì tôi không thể làm được. Lương tâm của tôi không làm việc. Nếu như ngày đó tôi tham tiền, tôi ký quỹ mấy trăm tỷ, tôi lấy Covid về, tôi bán cho quý vị, giờ này bạn đi xa rồi. Không phải là 2 năm rưỡi đâu quý vị. Và bằng chứng rõ ràng quý vị thấy rằng là tất cả những người dính vào cái đại dịch Covid đều phải đi tù đúng không quý vị? Đây là gì? Đây là những góc khuất. Bây giờ tôi mới nói ngày đó ai đã tìm tới tôi kêu tôi làm đại lý và giao cho tôi một cái giá rất là hời và kêu tôi muốn bán bao nhiêu cũng bán vì cơ hội mà. Tôi đứng giữa trời giữa đất, không bao giờ tôi làm điều đó. Bởi vì cái thời điểm đó dân rất là đau khổ. Đi test ra 5-600 ngàn, 3-400 ngàn. Nhưng giá thật của nó chỉ có 19-21 ngàn thôi. Tại sao hôm nay tôi nói để quý vị biết rằng tôi đấu tranh, tôi dám nói thật là vì tôi thương dân. Và bằng chứng rằng khi tôi đi tù, tất cả đều phải đi tù theo tôi vì ăn cướp mũi của nhân dân. Đúng không quý vị? Nếu tôi tham gia vào đó thì giờ này ít nhất cũng phải 5-15 năm. 2-6 tháng thật xứng đáng cho tôi. Đúng không? Tôi thua nhưng tôi thắng. Và bởi vì tôi thắng cái lương tâm tôi trước cái đã. Tôi không tham tiền rồi quý vị. Nếu tôi đã tham tiền thì tôi đã không đem hết tiền của mình, lợi nhuận của mình để mà giúp đỡ trẻ em nghèo. Đó là sự thật. Và khi tôi nói lên sự thật thì ai đó cảm thấy quái ngột. Thiếu gì cũng bắt nhốt tôi. Khi tôi tấn công vào nghệ sĩ thì tất cả im phăng phắc. Nhưng khi mà công bố rằng là nghệ sĩ không đủ yếu tố khởi tố là bởi vì là chưa có luật ra thì tất cả làn sóng quay ngược lại cắn tôi và tôi phải đi tù. Tôi không ân hận đâu quý vị. Thật sự tôi không ân hận. Nếu tôi tham tiền thì tôi quá nhiều cơ hội để kiếm tiền. Cho nên họ đã thắng tôi. Họ thắng trong sự nhục nhã, trong ê chề, thắng đánh đầu, miễn cổ luôn.
đó là gì? Đó là ông trời có đất phước phần tôi lớn, có đúng không quý vị? Và hôm nay tôi cũng xin nói lại một lần, ông Phan Văn Mãi, ông ấy không bạc tình bạc nghĩa với tôi đâu. Ông ấy không xử lý cho tôi, nhưng ông ấy không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Thời điểm đó ông ấy không xử lý, có thể là ông ấy bị một điều gì đó, ông ấy không xử lý. Nhưng ông ấy chưa bao giờ ra lệnh để bắt nhốt tôi. Đây là sự thật. Nếu tôi không nói điều gì ra, quý vị nghĩ sai về ông ấy, tôi có tội với ông, lương tâm tôi sẽ cay đắng. Ông Phan Văn Mãi không phải là người quyết định đưa tôi đi tù, mà là một ai đó tôi không biết. Và họ đã thắng cắm đầu cắm cổ đến miễn đầu miễn cổ. Đó là sự thật nha quý vị. Thành ra quý vị đừng nghĩ xấu cho ông Phan Văn Mãi. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Đừng nghĩ oan cho người ta, mình mang tội. Lương tâm tôi sẽ đầy đất khi mà mọi người nghĩ rằng là sau cái đêm live stream đó bà Hằng kêu tên ông Phan Văn Mãi thì ngày hôm sau bà Hằng bị bắt. Không, tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không phải nha quý vị. Vì sự thật nó chỉ là một, không thể mai một sự thật được. Tôi không đi tù vì ông Phan Văn Mãi, tôi đi tù vì tôi vi phạm pháp luật. Tôi đi sai, muốn đúng thì cũng không được. Cho nên tôi nói thật với quý vị rằng 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Phương Hằng người không ân hận là bởi vì sao? Tôi không tham tiền, không ăn cứt mũi nhân dân. Cho nên chấp nhận cái bản án đó, tôi không chống án. Vậy tôi có yêu nước không quý vị? Tôi có chấp hành pháp luật không quý vị? Và khi tôi vào tù, tôi xác định luôn 7 năm chơi là chung. Nhưng may hai lần, hay là tôi chuyên án 3 năm. Quý vị thấy không, tất cả mọi người ai cũng nói rằng tôi chống án. Nhưng tại sao tôi không chống án? Bởi vì tôi biết có chống vô nghĩa. Tôi không chống và tôi chung. Đúng không quý vị? Thành ra tôi nói quý vị rằng quý vị đừng nghĩ xấu cho một người khác. Tội nghiệp lắm, tôi mang tội. Đó là giọt nước cuối cùng. Chứ ông Mãi chưa bao giờ bạc tình bạc nghĩa tôi. Vì thời điểm đó ông ấy không xử lý. Và có một cái điều gì đó không xử lý. Ông ấy chưa bao giờ bạc tình bạc nghĩa như vậy đâu. Vì sao tôi hiểu rằng là trên ông Mãi còn nhiều ông nữa. Và quý vị có nhớ rằng là tôi đã từng nói như ai đã nhắc vào tôi, nó thao thao bất tuyệt nói cả ngày cả đêm không biết mệt là gì. Có đâu nghe gì, ai đã kêu tôi, kêu tôi. Và tôi đã nói trong một sự là gọi là tôi không làm chức chị giao, tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể nói được những câu từ mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nói ra. Cho nên nhân cái ngày dân nhân Việt Nam, tôi xin thưa với quý vị rằng ông Phan Văn Mãi không phải là người hại tôi. Ông ấy không phải là người ra lệnh bắt tôi sau khi tôi kêu tên ông ấy để lương tâm tôi nhẹ nhõm. Và ai đã thắng tôi đến quẹo đầu quẹo cổ thì quý vị biết rồi đó. Đó, thế thôi, ông trời có mắt. Người ta ở trên cao, người ta có quyền ra lệnh, nhưng rõ ràng là trời không chiều lòng người. Có đúng không quý vị? Tôi vì bác ánh, vì nhân dân, không phải cho tôi. Ít nhiều gì trời mới xoay chuyển cho tôi để hôm nay tôi trở về đây. Tôi vẫn sống vững mắt với đời, tôi đi tù tôi không nhục. Đúng không quý vị? Hôm nay tôi giải tỏa được rất nhiều thứ. Tôi cũng mong quý vị rằng hãy hiểu một điều, để đừng có mà nói oan cho ông Phan Văn Mãi, thật là tội nghiệp ổng. Nếu như ngày đó tôi tham tiền tham bạc thì tôi đã rất giàu rồi. Và nếu như tôi sống chính như mọi người từng khuyên tôi, ôi bà thôi lo thân bà đi, bà không cần phải thế này thế kia, cái điều đó ai cũng biết hết, không cần phải dạy tôi. Nhưng tôi chỉ có một lần để sống thôi. Tôi không cam tâm nhìn những trẻ em nghèo bệnh tật,
ăn tiền con bạn mẹ ảnh đi khắp vùng. Đó là lý do tại sao tôi có mặt đệm. Tôi không phải là khùng là điên, à, không biết tôi nó bản thân mình. Nhưng đâu đó nó là sinh mệnh, đó là sự thật. Cho nên tôi sẽ chia sẻ với quý vị, từ quý vị sẽ hiểu được. Và trong một cuộc chiến nào cũng vậy, tôi là một chiến binh cô đặc. Một mình tôi chiến đấu và tôi đã thất bại. Vì tôi thất bại tôi mới đi tù, nhưng tôi còn có nhân dân thương tôi. Tôi sai phạm thì tôi đã trả giá, tôi chung đủ rồi. Sẵn đây tôi nói luôn cho quý vị nghe, tất cả những người nào mà đã từng đi qua tù tội á thì bị biết luật hết. Vì vào tù đó quý vị ơi, thẳng cho người ta hay lắm, người ta biết luật hết. Và chỉ còn cái luật rừng tôi chưa chơi thôi, cái luật nào tôi cũng biết hết. Ăn hiếp tôi không hề dễ chút nào. Từ từ tôi sẽ kể cho quý vị nghe tại sao tôi lên trại giam An Phước và tôi sáng tác ra bài An Phước. Khi tôi lên tới trại giam An Phước thì tin đồn trong trại giam An Phước thì luôn. Tại sao người ta đi tù nhiều năm mà người ta biết tôi rõ đến như vậy? Ai chỉ điểm? Rồi những người phạm mới lên người ta mới phản bác trở lại, thì người ta mới hiểu ra tôi không như những lời người ta đồn. Một cái đơn giản nhất thôi quý vị, cái khi mà trích xuất tôi về để xử phúc thẩm á, thì ở trên An Phước nó có một cái tin bà Hằng về xử lại bị xì dụ, và cái vụ này ít nhất phải 15 năm tù. Đấy quý vị thấy không, miệng thế gian nói lời gian thế, kể cả vào tù cũng có một vài người được chỉ đạo, được chỉ điểm, bêu rếu tôi không ra gì. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Tôi ra phúc thẩm xong tôi về, tôi được giảm 3 tháng. Thế mà là tung tin ra là bà Hằng đi về lần này phải là 15 năm tù nữa. Vì có những cái vụ án á, vì có những cái vụ án, quý vị biết không, nhiều người đi tù mà vẫn phải trích xuất nhiều lần. Vì họ có quá nhiều tiền án và nhiều cái câu chuyện để phải đi ra xử rồi cộng án lên. Đó, cho nên là từ từ tôi sẽ kể cho quý vị nghe tại sao tôi bị cô lập. Đó bởi vì có lẽ là họ sợ tôi biết những cái điều tối. Cô lập tôi nhưng không ngờ trời cao rồi. Quý vị ơi, kể cho quý vị nghe. Bây giờ tôi có một người để ngoại tình. Tôi ngoại tình với một người này thật là an toàn. Đó là ông trời cho quý vị. Một tí tôi sẽ điện thoại cho ông trời, nói chuyện với ông trời cho quý vị nghe. An xuống có gì. Một khi tôi đã chiến đấu thì không bao giờ bị sợ đâu nha quý vị. Ở đâu tôi cũng là người tốt, kể cả trong tù tôi cũng là người tốt, ngoài xã hội tôi cũng là người tốt, cũng có người tốt chung tôi, cũng có người khác ghét tôi. Đó là gì? Đó là khỏi ta mà là cuộc đời này không ai đụng miệng ai được. Nhưng từng gieo nghiệp cho người khác là không được đâu. Đừng có chen tới đó. Trong bây giờ tôi sẽ hát một bài tặng cho quý vị, tôi nhẹ lòng một chút rồi đó quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ tôi hát một bài nói lưỡi quý vị nghe. Ai sẽ là em? Em sẽ là em.